Những ai yêu thích dòng nhạc trữ tình chắc hẳn không xa lạ với những giai điệu mượt mà. Hồn lỡ xa vào đôi mắt em, chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm, thầm ước nhưng nào đâu dám nói, khép tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở lối. Đó là bài hát Về đâu mái tóc người thương của cố nhạc sĩ Hoài Linh. Ngoài ca khúc nổi tiếng này, ông còn là tác giả của hàng loạt tác phẩm được nhiều người yêu thích như Áo em chưa mặc một lần, Căn nhà màu tím, Hai đứa giận nhau, Sầu tím thiệp hồng, Chuyến tàu hoàng hôn, Nỗi buồn cát trọ. Nhìn vào gia tài đồ sộ ấy, nhiều người thầm nghĩ chắc hẳn người nhạc sĩ tài hoa này đã có rất nhiều trải nghiệm tình trường, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Tôi tìm tới căn nhà của gia đình nhạc sĩ Hoài Linh trên đường Trương Minh Giảng, nay là Lê Văn Sĩ, Sài Gòn. Ngôi nhà mang nét cũ kỹ và hoài cổ, bởi vì từ khi xây dựng tới nay chưa từng có sự thay đổi. Bà Trần Thị Duyên, vợ cố nhạc sĩ Hoài Linh cho biết, thời điểm xây dựng căn nhà này cũng chính là khoảng thời gian chồng bà cho ra đời nhạc phẩm Căn nhà màu tím. Theo đó, vào năm 1968, sau 20 năm sáng tác dành dụm tiền bạc, vợ chồng nhạc sĩ Hoài Linh mới quyết định phá căn nhà cũ để xây dựng lại căn nhà 2 tầng nằm ở trong một con hẻm nhỏ trên đường Trương Minh Giảng. Căn nhà trước đó của họ được sơn màu tím, có nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng cũng như gia đình nhạc sĩ. Sáng tác căn nhà màu tím là để ghi nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ đó. Bà Duyên cho biết, thời đó chiều chiều nhạc sĩ Hoài Linh hay đem ghế ra ngồi trước nhà nhìn ra đầu ngõ. Bởi con hẻm hồi xưa rất thơ mộng với nhiều hàng rào trồng hoa lá dây leo rất đẹp. Bây giờ cảnh cũ người xưa đã không còn, vì vậy bà và các con quyết giữ lại căn nhà nguyên vẹn như lúc ông còn sinh thời, như là một cách để tưởng nhớ. Bà Duyên năm nay đã 84 tuổi nhưng vẫn giữ được sự minh mẫn, tinh nhanh. Đặc biệt là khi nhắc về người chồng quá cố, ánh mắt bà sáng lên trông thấy. Tôi đùa, chắc hồi xưa bà phải cao tay lắm mới giữ chân được người chồng nhạc sĩ tài hoa và nổi tiếng trước bao cám dỗ. Bà bật cười rồi nói. Nói thì nhiều người nghĩ tôi nói dối vì sợ, vì xấu chàng hổ ai. Nhưng quả thực là mấy chục năm chung sống, tôi chưa từng phải lo chuyện ông ấy ra người trăng gió. Ông ấy rất hiền lành, ai cũng quý mến, nhưng mà chưa bao giờ có tin đồn không hay với một người phụ nữ nào. Nói rồi, bà nhìn thật lâu về bức hình chân dung thật lớn của nhạc sĩ treo trên tường. Có lẽ những kỷ niệm với ông lại ùa về. Hai người con gái của bà Duyên cũng thay nhau khẳng định, cha mình tuy làm nghệ thuật nhưng sống rất đúng mực và hết lòng thương yêu vợ con. Hồi tưởng lại quá khứ, bà Duyên cho biết, bà và chồng đều quê ở đất Kiến An, Hải Phòng. Hai người là tình đầu nhưng cũng là tình cuối của nhau. Năm đó khi tròn 18 tuổi, bà là cô gái nổi tiếng xinh đẹp trong vùng, được bao chàng trai si mê theo đuổi. Ông nhiều lần tới chơi và trao bà ánh mắt tình tứ nhưng không được đáp lại. Cho đến một ngày, ông mạnh dạn hát tặng người trong mộng bài hát Cô Láng Giềng. Bất ngờ khi chàng trai si tình cất giọng, cũng là lúc cô thôn nữ xinh đẹp siêu lòng. Vậy là ông bà đến với nhau. Ngày đó ông đã tập tành viết nhạc và sáng tác tặng bà nhiều ca khúc nhưng chưa có ý định xuất bản. Sau khi lấy nhau vài năm, nhạc sĩ Hoài Linh đưa vợ con vào Nam và bắt đầu chuyên tâm sáng tác. Nhạc phẩm đầu tiên gây tiếng vang của ông là Nếu Đừng Gian Dở qua giọng hát của ca sĩ Lệ Thu. Tuy nhiên, tên tuổi của nhạc sĩ Hoài Linh chỉ thật sự nổi như cồn vào thập niên 1960 với các bài hát Sầu Tím Thiệp Hồng qua tiếng hát của Hà Thanh. Sau đó, ca khúc đã trở thành bài hát lý tưởng dành cho các cặp song ca như Chế Linh Thanh Tuyền, Tuấn Vũ Giao Linh và gần đây là Quốc Đại Cẩm Ly, Quang Linh Lệ Quyên. Sau Sầu Tím Thiệp Hồng, rất nhiều các nhà sản xuất đã tìm tới nhạc sĩ Hoài Linh. Bà Duyên cho hay,
Nhiều lần, chồng mang về số tiền tác quyền rất lớn để bà cất giữ. Bà gom góp và liền đi mua được 20 cây vàng. Cùng thời với nhạc sĩ Hoài Linh, rất nhiều nhạc sĩ đã không thoát khỏi được những cám dỗ do con tim nghệ sĩ đa sầu, đa cảm và môi trường làm việc mang tới. Trong số đó, không ít người mãi mê theo đuổi những bóng hồng xung quanh mà lơ là, bỏ bê để rồi đánh mất gia đình. Nhưng riêng nhạc sĩ Hoài Linh sinh thời thì không có điều gì tai tiếng về việc trăn gió bên ngoài. Đó cũng chính là điều làm cho vợ con ông luôn tự hào. Vẫn biết tâm hồn người nhạc sĩ không thể thiếu được sự lãng mạn, bay bổng, bởi đó là khoảng cảm xúc để họ cho ra đời những đứa con tinh thần đặc sắc. Nhưng đối với nhạc sĩ Hoài Linh, sự lãng mạn bay bổng ấy, ông đều lấy từ người bạn đời của mình. Ví như chuyện bà Duyên có mái tóc dài, mỗi khi gội đầu xong, bà thường ngồi trước thềm hong tóc cho khô. Chính từ hình ảnh đẹp đẽ ấy của vợ mà nhạc sĩ đã nảy sinh cảm hứng để viết ca khúc Về đâu mái tóc người thương. Hay như nhạc phẩm Sầu tím thiệp hồng cũng là do ông nhớ lại khoảng thời gian đầu tương tư bà Duyên nhưng bà không đáp lại. Từ lúc quen nhau chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao, mơ ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình thắm sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Đó chính là lời ca mở đầu tuyệt phẩm ấy, hay ca khúc Hai đứa giận nhau. Giận hờn hai hôm dài hơn một tháng, ghét anh đôi ba bữa bằng năm tròn. Một người ra đi một người ké nón, nắm tay hết giận hết hờn, để giấc mơ thôi chập chờn. Ca khúc này nhạc sĩ Hoài Linh sáng tác sau một lần vợ chồng giận nhau. Sáng tác xong, ông lại gọi bà tới nghe hát như một cách làm lành rất hiệu quả. Bà Duyên kể, cứ mỗi lần sáng tác xong một bài, nhạc sĩ lại bảo vợ tới ngồi kế bên để nghe ông hát. Tuy không nói ra, nhưng bà biết ông hát tặng bà và là cũng muốn nghe ý kiến của vợ. Mỗi lần như thế, bà đều không khỏi xúc động và cảm thấy yêu thương, kính trọng người bạn đời nhiều hơn. Không chỉ thể hiện tình cảm với vợ qua các sản phẩm tinh thần, nhạc sĩ Hoài Linh còn quan tâm tới người bạn đời từ những hành động mỗi ngày. Ngày ấy ở Sài Gòn có rất nhiều quán xá nghệ sĩ, ở đó hầu hết là các nhạc sĩ tụ tập nhậu nhẹt, bàn chuyện trên trời dưới biển, rồi trở về trong trạng thái lâng lâng. Ông nhà tôi ít khi ra vào mấy chỗ đó lắm. Chỉ dịp nào bạn bè mà nhiệt tình quá không từ chối được thì ông mới tới thôi. Vợ chồng tôi đông con. Khi mấy đứa còn nhỏ, ông ấy làm hết mấy chuyện trong nhà. Đi chợ nấu cơm quét nhà. Rồi khi làm ra tiền, mỗi tuần ông lại gọi hai chiếc xe để đưa mẹ con tôi đi ăn nhà hàng. Thậm chí là quần áo của mấy mẹ con tôi cũng ít khi mua lắm. Ông lo hết rồi. Thật sự thì tôi đã quá may mắn khi tìm được một người đàn ông hiếm có trên đời đó chứ. Quý vị vừa nghe bài viết nhạc sĩ bài hát Về đâu mái tóc người thương và bóng hồng duy nhất trong đời. Tác giả Nhung Đinh, giọng đọc Lê Trang, âm thanh hình ảnh Kata Khánh Trang, trên tạp chí Đáng Nhớ, tạp chí tiếng Việt tại Hoa Kỳ.